Hello, nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đây là thay pass, thay email ngay mà không bị khóa nick checkpoint, tỷ lệ gần như là tuyệt đối là 100% ha. Đấy, thì ở đây ban đầu là chúng ta là tạo một cái email mới. Nếu email này ở đây là chưa từng nha, phải chưa từng liên kết với Facebook nào cả nha. Đấy, thì ở đây là mình chưa có, thì mình sẽ tạo đại một email mới ra. Email đi. Đấy, tạo tài khoản này. Mình cứ tạo đại một cái tài khoản này. Rồi, cái số điện thoại này á, do mình làm demo ấy là mình sẽ lấy một cái sim số điện thoại ảo của mình kích ha. Và yêu cầu ở đây là yêu cầu về Gmail nha, dịch vụ về Gmail này. Rồi, đã lại xác minh. Lấy rồi. Rồi. Bây giờ ở đây mình sẽ tạo lại nick. OK, xong. Thì sau khi ấy, là mình đã tạo xong cái Gmail thành công rồi ha. Đấy, đây là Gmail mới, được chưa? Đấy, thì ở đây ấy, là mình sẽ sử dụng là cái link là Sweat Hacker nha. Đấy, đây nha. Đây, www.com đây. Đấy, facebook.com là Sweat Hacker nhá. Để mình dùng tính năng gọi là thay đổi password, Enter. Đấy. Và vào đây rồi các anh chị ở đây là nhớ dùng chọn dòng số 2 hoặc là số 4 cũng được nha. Số 2 hoặc số 5 cũng được, cuối cùng này. Đấy, mình hay dọn trong số 2. Đó, tiếp tục. Rồi, bắt đầu. Rồi, tiếp tục. Rồi, mật khẩu hiện tại đây ấy, là bia nãy này. Đó, mật khẩu của mình như này. Đó, mình paste vô. Mình lấy một cái tài khoản, tạo một cái mật khẩu mới ha. Tiếp tục. Rồi, đây là email này. Email cũ của nó này. Ok chưa? Đây, cho thấy chưa? Đấy, email đây này. Đấy, bertamen này, hotmail này. Đấy, Bertamari này xóa đi à. Và nó bắt mình là đăng nhập địa chỉ email mới. Ở đây là mình sẽ lấy cái địa chỉ email mới dán vào. Thêm. Rồi. Chúng ta đợi nhận mã xác nhận nhé. Mình sẽ bấm F5 lại. Rồi, ok, rất là nhanh chóng. Thì chúng ta đã thấy được ở đây là Facebook đã gửi cho chúng ta một cái mã SMS mới nha. Đấy, chúng ta dán nó vào 84482.
xác nhận, rồi bỏ qua và chúng ta đi tới bảng tin. Ok, thì đây là từ một cái nick mới hoàn toàn vào ha, mới đăng nhập vào mà chưa đầy 5 giây thôi, chưa đầy này nè, chưa đầy 1 phút mà mình đã thay ngay pass cộng email mới đây, thêm này, thấy ở đây này, check nhá, cài đặt quyền thứ tư này, cài đặt này, đó, ok chưa? Dạ. Đây này, có phải email cũ của mình không? Đây này, đây, mình đã thay email rồi nhá, xin cảm ơn.